Hello, xin chào toàn bộ nhớ shop công nghệ Galen 1.0 hotline 0886 99 345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ và giá rẻ có tên là V100. Đó thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc camera cúc áo V100. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera cúc áo V100 này. Thì mẫu này nó có chức năng là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại từ xa với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một cục pin này, giúp bạn thể là cấp nguồn cho camera. Thì cục pin này thì đơn vị nhà mình là có bán kèm thêm nhé, các bạn có thể mua thêm được. Thì cục pin này thì bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 10 tiếng mới phải sạc một lần. Và đây là dây cắm sạc này, thì khi mà camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin lên sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là đầy pin. Khi bạn mua hàng bạn sẽ được tặng kèm theo cả một cái túi cúc áo cho bạn thể ngụy trang và mắt cam cho kín đáo hơn. Ở trong này có rất là nhiều mắt nhá, cúc áo, cúc quần, đinh vít, thì các bạn chỉ cần ngụy trang vào trong mắt camera là được thôi. Đó, và khi mà các bạn mua hàng bạn sẽ có kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt cho đơn vị nhà mình là tự sản tạo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Đó, bước đầu tiên thì bạn sẽ tải ứng dụng lắp cam về điện thoại, sau đó bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera mắt ra. Sau đó tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lắp cam này, các bạn chọn vào mục là cancel để xem. Nhưng ở bên này sẽ là hướng dẫn mọi người cách kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào rất chi tiết nhé. Thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể sử dụng ok. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ và giá rẻ V100 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tobin Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Tobin Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng 32GB. Đây nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này thì cũng giống như những dòng V99 và V100 đâu, đều sử dụng cái ứng dụng là lắp cam để xem. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera cúc áo V100 và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đó, đây là phần mắt camera nhé, mắt camera siêu nhỏ này, một đoạn dây dù khoảng 20cm với thân camera. Đó, thì bên chân thân camera đây thì sẽ có những cái nút này, nút ngoài cùng đây sẽ là nút reset. Thì khi mà camera các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém, không được sắc nét thì bạn sẽ dí lên và đốt reset này khoảng 10 giây để reset camera. On off đây sẽ là giúp bạn thể là bật mở thiết bị này. Các bạn gạt sang on sẽ là bật thiết bị, gạt sang off sẽ là tắt. Đây sẽ là chân cắm sạc này và đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ. Hai cái dây này sẽ hai cái dây đỏ và dây đen này sẽ là dây cấp nguồn cho camera nhé. Bạn sẽ cắm dây cắm nguồn này vào để cấp nguồn. Đây sẽ là cái dây anten này phát ra wifi để tín hiệu để mình kết nối điện thoại nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Thẻ nhớ mình sẽ gắn vào như này. Đó, sau bạn sẽ cắm nguồn điện vào thôi. Đó, cắm nguồn như này. Bạn cấp sự kiện đi. Đó, sau bạn sẽ bật nguồn cam lên nhé. Bật nguồn cam lên thì cam sẽ sáng cái đèn màu đỏ như này. Như này là camera đang hoạt động. Tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại là ứng dụng lắp cam. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store để tải. Còn bạn nào đang sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa là Sabaley để tải. Ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng lắp cam vào điện thoại rồi. Sau đó bạn sẽ vào trong mục cài đặt của điện thoại này. Đó, sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ F hoặc là có chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu nhé. Thì sau đó bạn sẽ kết nối vào. Bạn đợi một chút này, khi kết nối xong này sẽ hiện dấu tích cho mình. Đó, sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải về. Các bạn chọn một cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn một cancel xong thì cho mình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online rồi sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem. Nào, mình sẽ quay camera đằng trước cho các bạn xem. Nó chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này rất là ok nhé.
Đây, xoay chữ cho bạn xem. Đó, công nghệ nghe lén 4.0 0886992345. Đó, chất lượng ảnh rất là nét nhé, xoay chữ cũng rất là ok. Đó, thì bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn để chọn vào hình cái loa này. Alo lô. Alo lô. Do camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy là sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn sẽ chọn vào máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình. Đây. Đó, cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần đó là sẽ tự lưu lại video vào trong cái ứng dụng là nó cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ làm cho các bạn thể là đảo chiều hình ảnh này sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới này. Nó khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh. Các bạn có thể là cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của hình ảnh nha. Các bạn có thể cho màu của hình ảnh nó đậm lên. Đó, cũng như bạn thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm. Nhưng mà cái mẫu cúc áo V100 này là không cầm ngoại nên là không phải ban đêm nhé. Còn ban đêm thì sẽ mà các bạn sẽ mua những cái loại V99B4 này, S400 Bluetooth và S500 Bluetooth. Những cái loại mà có LED hồng ngoại có ban đêm thì mới được ban đêm. Còn mẫu này là không cầm ngoại nên là có ban đêm rất là kém. Nếu mà ban đêm có ánh đèn mập mờ thì vẫn quay được ok, còn nếu mà không có ánh đèn thì sẽ không quay được. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn độ phân giải của ảnh ở đây. Thì độ phân giải của ảnh tối đa sẽ là 4K. Đó, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất ok. Đó, cam di chuyển từ đâu đây nhỉ? Từ đó này. Đó. Thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100. Thì tiếp theo là mình sẽ vào một cài đặt chung ở trong ứng dụng là nắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này. Cài đặt này. Đây, mình sẽ ấn này này. Ấn mục cài đặt này, sau đó bạn đi chọn vào mục là device setting. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập ở đây là 123456. Tiếp theo là mục lưu password này, lưu password này các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó, rồi bấm kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là mục giúp bạn thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 2:24. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này các bạn cắm vào nguồn điện thôi, bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Anamnesis code sẽ là một cái hình khi có chuyển động, là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, mục video duration là các bạn để chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ như khi mà mình chọn là 3 phút này thì các bạn ra đủ 3 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 5 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam. Đó, thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 30 454 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video mà còn thừa bao nhiêu sẽ hiện bên dưới đây. Format đây sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn một ok, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn một cancel. Tiếp theo sẽ là mục wifi setting. Thì ở trong mục wifi setting này thì camera ngụy trang mắt cúc áo V100 này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam cúc áo V100 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi, rồi bấm kích ok. Là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa là hết. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V100. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook trong đoạn này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.